Trời anh cứ Nguyễn chồng chức ra chức. Trời chồng chức ra kìa. Em. Đó, vợ chén là chồng có hồn ra làm em những ơi. Cái chuyện ấy nè. Mới đi đụng chát lên nhà nhà biến mẹ mình nha. Em ơi. Trời ơi, hạnh phúc không? Em ơi. Vô giờ ướt nhẹp một cái em ơi. Em ơi. Vũ em ngon lắm á. Em ơi. Em biết chồng không? Em ơi. Ấm hồ quá. Biết chồng ngon không? Em ơi. Thôi. Em. Đó nhậu nữa anh Tuấn. Mới 6 giờ rồi. Anh Mã nói ngang. Gì? Mã nói ngang. Anh dựng ra. Anh nói đi. Cho nói luôn á. Anh làm sao là đúng đủ 21 lon được đây. Thôi anh nói vậy thôi thua rồi. Anh uống nữa. Tự nhiên anh vô anh nằm à. Đã rồi. Nãy giờ em 19 lon vô nằm em uống có 2 lon thêm chứ nhiều. Là 21 lon đúng không? Ừ. 482 20 21. Em hồi nãy vô 19 lon, anh nãy vô là 19 lon rồi, em uống 2 lon nãy giờ 1 tiếng hồ rồi. Ba. Không có đụng vô gì của anh hết đó. Em nãy giờ này em uống được em ngồi đem than rồi chứ có bình thường nữa đâu. Rồi. Em ơi, lại la. Cái gì? Cái mà 5 lon 6 lon á thì nó gian một vấn người ta kêu anh đừng nướng sôi. Uống có thùng đi. Uống chứ uống luôn đi. Uống có thùng. Hết rồi nè, uống có thùng đi. Đi. Nhìn mà anh cứ Nguyễn mặt anh mắc cười anh xỉn vô cái mặt ảnh. Còn vậy em nãy giờ là hơi nhiều rồi đó, vợ anh hơi giỏi rồi đó. Nếu mà nói về người vợ đẫn đang là anh chưa chắc gì ai qua đó. Chết lên tí đi chết. Có ai cũng cùng bia ra nữa vậy. Mới thua mở thêm vô đã uống rồi chứ. Vậy mới thấy luôn hả chị? Mới thấy lần đầu tiên luôn. Thấy gì? Con gái lớn rồi mới thấy bà mẹ mà lần đầu tiên chùa quạt chỗ đó. Có ai lấy cái chỗ mà sao má? Chọn cái chuồng tao phải tháo ra, tao lấy khăn tao lao tao vô rửa nước. Chắc nghe tin gì chưa? Chắc kỳ này chị Thư được tổng cấp 10 triệu rồi. Trời ơi. Chị Thư á. Thư nào? Là con gái út của gì chứ á? Tổng cấp gì? Được tổng cấp 10 triệu. Ở đâu? Bị công ty thưởng đó. Trời ơi, đã vậy sao biết? Nãy gọi điện nói nè. Trời ơi, đã vậy. Giờ chắc xin chịu đi cũng đâu có nhầm nhầm đâu. Thôi mệt quá. Đưa thằng là con vô dụng không mà má. Mình thương mất thương mà. Thôi cũng có mến lồng què gì hết á. Mệt lắm. Có người vợ tính ra khúc lúc nào hậu trường cũng lo dọn dẹp cho chồng hết đó nè. Giờ lấy rửa kéo nè. Ờ tính ra trước làm gì cũng sạch không gì cầm nha. Có rửa xà bông nha. Đó người vợ đâu. Mua nước mắm nó được cái chén đẹp quá. Ừ. Ra nó mấy chén này đập vô đầu là không bao giờ bể đâu. Chất thử đi chất. Chất thử đi chất. Mày á mày đi chưa? Tao á. Ờ đúng rồi. Rồi chết lau dọn rửa chén không? Ờ anh Tuấn Nguyễn bắt đầu có kế hoạch đi vô chiến thuật sẽ đi vô ngủ nha cả nhà. 21 lon nha mọi người luôn lại. Đó giờ anh vô ngủ nha để chừa sức tối nay quyết nha. Rồi đếm lại nó trước khi vô. Sợ anh Giang. Em 16 lon nè, em cô ảnh 5 lon anh vô ngủ rồi. À 24 lon. Đó, ngủ đâu anh? Mới ngủ. Đi ra. Đó. Đi chó. Ngủ đây luôn nha cả nhà. Đó. Lát tối nay 8 giờ nhớ dậy anh đừng ngủ dậy 10 giờ bên kia lên hơn một lon anh thua đó. Không ai kêu giùm đâu nha. Ước dẫn tới 11 chứ. Nhưng mà nói chung 11 giờ dậy ai hơn lon hơn lon thì được. Ở giờ anh cứ nghỉ ngủ nha rồi anh bảo vẫn ngồi đây uống lại gai nha. Bây giờ anh mới 15 lon à. 16 lon anh luôn dài lại. Ví dụ tối nay 10 giờ hay hơn lon là người đó sẽ win nha. Đó đúng là cuộc chiến này đúng là kéo dài luôn từ đó cái giờ. Chưa có bao giờ cuộc nhậu nào mà căng thẳng như vậy mà căng đét luôn á. Không ai chịu khuất phục ai.
sau khi anh Tướng Nguyễn làm được một hồi, anh Tướng Nguyễn sợ sợ thua anh Bảo nên Tướng Nguyễn phải ngồi dậy tiếp nữa, ngồi canh anh Bảo. Kiểu anh sợ anh Bảo gớt lon nhiều quá anh chịu không nổi nên phải ngồi dậy cũng lê gai. Tâm lý này nó mới là mệt nè. Đó, khúc này rồi, khúc này mới là căng nè. Rồi, vô. Mày phải theo mày. Đó, anh Bảo lên 18 lon rồi đó anh. Cái gì bên? 15 mà 15, 15, 16, 17. Rồi 22 lon rồi. Hơn 5 lon sợ cái gì chắc cú. Chắc cú rồi. 5 lon mà hỏi 8 lần. Đó giờ đâu có giờ mà nó uống với ai mà nó uống dữ vậy đâu. Vậy đó là mình chắc rồi. A bốn đó nó mời ai rồi. Thôi giờ anh Bảo với anh Tướng Nguyễn cứ ngồi uống đi, em sẽ xuống đây cập nhật tình hình trên gì chức nha. Lắc lên lại nha. Ừ, em lên lại. Lên con cả. Hồi sao rồi anh Bảo? Anh 22 lon rồi. Trời ơi, em mới xuống nửa tiếng làm 6 lon, 6 bị lon lượt. Trời ơi anh. Xuống nãy giờ 45 phút rồi, nửa tiếng. À đúng rồi, 45 phút. Rồi. Không, cỡ 45 phút à. Tại nãy em xuống chứ là lúc gần 5 giờ, giờ 5 giờ 45. 19 lon rồi. 89 lon rồi, anh giờ 22 lon rồi. 19 lon nhé, 17 lon mà. 5 giờ 22 lon rồi. Rồi, ghê vậy. Chưa hết nè. À, nãy khúc nãy em có quay lại nên nét cái gì. Đó, quá ghê. Giờ rồi, nửa tiếng hơn rồi. Rồi, là coi như là giờ vẫn nói chung giờ anh hơn lon bia chứ cũng chưa có kết thúc đúng không? Ừ. Còn thời gian mà. Anh lên uống với anh, giờ đâu ai uống anh đâu. Ừ, đó giờ anh cứ nghỉ ngơi, anh cứ nghỉ giờ cậy anh hơn anh sợ gì. Không, anh nghĩ là anh sẽ phải uống hoài. À, giống như cứ giữ cái lửa, hoặc giữ lửa đúng không? Chứ buông lửa ra lại thì nó buông lơi luôn á. Chứ anh sợ thua lắm chứ bộ, tại anh uống yếu hơn đó. Đó, giờ chức chiến này chồng chức thua nè chức. Đó, coi vợ đẫm đang đó. Chức đập đó. Gì vậy? Trời bay vô mọi người kìa. Cái này là đủ khách. Anh nhìn, người phụ nữ đẫm đang ở đây cái đâu. Đúng rồi, đập mạnh lên chức nát nhảy cái đầu luôn á. Trời ơi, ai mà dọn cái xinh quạt thì dọn kì. Đó, mọi người thấy gì chức quét nhà không? Đó, quét chỗ này thì chỉ có làm dâu 10 họ chứ không có trăm họ đâu. 10 họ là bị đuổi hết 10 họ luôn á. Không có nào cũng nhiều thiệt. Đó, giờ anh Bảo còn mới lên xuống dưới 45 phút là anh Bảo đã đi chiến cực gì rất là ghê nha. Anh Tướng Nguyễn làm không lợi luôn. Anh Tướng Nguyễn gục cái là anh phải vượt lên liền. Đó, giờ còn sẽ cập nhật anh Tướng Nguyễn nè. Trời ơi, anh Cấn ơi. Đó giờ anh Cứng là coi như là bất tỉnh nhân sự luôn á, không nói lên lời luôn. Không biết anh có nghe em nói không trời? Nghe. Anh Bảo 22 lon rồi kìa. Ủa nha. Đó. Còn 1 lon rưỡi nữa là tới luôn á nha. Là sao anh? 21 lon rưỡi rồi, còn lon rưỡi nữa là toàn á. Ủa anh Tướng Nguyễn được nhiêu rồi? Mới như 23 lon chưa hết, tầm 22 lon rưỡi vậy. Vậy hả? Trời ơi anh lên kìa. Gà tiếp đó. Đó anh Tướng Nguyễn đâu có chịu thua đâu. Tiếp anh. Đó. Rồi giờ anh cứ Nguyễn ra nữa nha. Ủa nằm nữa thôi trời, nghỉ ngơi xíu đi, lắc ga sao anh. Ủa chức làm gì vậy? Trời chức ngồi vòng cầu. Ngồi vòng cầu giật cái cây dẻ. Cái này sao rồi? Cái gì? Dẫn lại tôi, cái này người ta gãy rồi. Ôi chức làm gãy lắc ga nữa nè. Chức dựng lại giùm rồi mẹ mày nhá, tàu mẹ mày nhá được chó. Mẹ mày gãy rồi sao rồi? Đâu phải gãy đâu. Rồi cầm da đi, nước không nhúng đi, cầm da không nhúng vô thùng á chị, giặt trên thùng á. Chắc không biết làm rồi, đi có làm thôi. Thôi giặt cái thùng đi chứ ước nhẹp ai mà đi chức. Ba bớt rồi thôi, cho nó nào nhà đi quay cảnh thằng nhà đi đó. Người phụ nữ của năm nha. Đó vô giặt là coi như hư, giặt cái gì là hư cái đó nha, không có gì mà xài được á. Dứt quét nhà chưa? Hỏi cái lét đi. Rồi khỏi quét luôn hả? Bây giờ chất lao không, con đổ nước ra cho chất lao nha. Đó giờ. Em biết Tấn Nguyễn ấu bao nhiêu lần không? 11 lần. Trời ơi 11 lần. Chưa bao giờ mà kỷ lục luôn, ấu 11 lần. Ấu mà nó ấu ngay bồn cái chén luôn, ấu vô bồn cái chén luôn. Trời ơi, tới công chuyện thiệt. Mà dân sao dọn rồi. Đó.
giờ mà anh uống nữa là có khi nó đi bệnh viện nó nằm luôn thì... Mà sao anh? Mà lỡ nó nói thì phải uống như sao vậy? Trời ơi, đó chứ nghe không làm gì làm, anh bảo cũng không bao giờ bằng Tuấn Nguyễn đâu. Đó, không làm gì chù chồng tôi đi bệnh viện vậy. Em bảo chù chồng chức đi bệnh viện rồi sao chức? Chức. Dạ. Tuấn Nguyễn. Trời ơi, lau nhà thở ghi chức. Trời ơi, chứ lao cái đâu là ướt cái đó luôn trời. Em ơi. Tôi giặt tặc hết đi. Để tôi gặp mày chết mẹ mày giờ cháu. Ủa chứ lao tôi nhìn té nha, trơn lắm đó nha. Để nó chết cũng được. Trời ơi, con sợ chất rồi đó.